Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản Gmail một cách chi tiết, đơn giản, nhanh chóng và thành công 100%. Gmail ngoài tính năng gửi và nhận thư điện tử thì bạn ít nhất là một tài khoản Gmail. Bởi vì khi bạn mua một chiếc Android mới, một chiếc điện thoại Android mới, bạn cần phải có tài khoản Gmail để mình đăng nhập vào ứng dụng CS Play hay Google Play thì mình mới có thể tải và cài đặt ứng dụng ở trên đó được. Cái thứ hai, khi bạn mua điện thoại iPhone, bạn cũng có thể dùng tài khoản Gmail của mình để mình tạo một tài khoản iCloud cho điện thoại. Thứ ba, nếu là tài khoản Gmail, bạn có thể dùng để mình đăng ký một tài khoản Facebook mới, một tài khoản Canva mới hay một tài khoản Zoom mới. Tất cả những cái tài khoản mình đăng ký mới cần phải có một tài khoản Gmail để mình vào đó mình xác thực tài khoản. Nhưng rất ít người chưa biết cách làm thế nào để tạo được một tài khoản Gmail thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết, đơn giản, nhanh chóng và thành công 100%. Các bạn hãy xem hết video này và làm theo mình hướng dẫn. Mình đảm bảo bạn sẽ tạo được một tài khoản Gmail như ý muốn. Để tạo Gmail thì đầu tiên bạn sẽ vào trình duyệt ở trên máy tính của các bạn. Hiện tại mình đang dùng trình duyệt Google Chrome thì mình sẽ vào trình duyệt Google Chrome. Đây là những cái tài khoản mà mình đã có, tài khoản Gmail thì mình đã đăng nhập vào đây rồi. Các bạn chưa có thì các bạn có thể ấn thêm ở đây hoặc là các bạn ấn ở chế độ khách, tùy theo các bạn. Mình sẽ ấn vào thêm. Sau đó các bạn nhấn vào mục đăng nhập. Bước tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào tạo tài khoản. Nếu các bạn có tài khoản rồi thì các bạn sẽ nhấn vào đây để mình đăng nhập vào Chrome luôn. Trong trường hợp chưa có thì mình sẽ ấn vào tạo tài khoản ở đây. Đây có 3 dạng, một là tạo tài khoản cho bản thân, 2 là tạo tài khoản cho con, 3 là để quản lý doanh nghiệp. Thì mình sẽ chọn cái đầu tiên là tạo tài khoản cho bản thân. Mình sẽ nhập họ và tên, mình sẽ nhập họ tên người dùng, có nghĩa là tên Gmail ấy. Thì bạn sẽ nhập vào đây. Sau đó là bạn nhập mật khẩu và xác nhận. Rồi nhấn bước tiếp theo. Đây là trong trường hợp nếu mà những bạn nào mà đăng Google Chrome hiển thị như này thì các bạn sẽ làm như vậy. Trong trường hợp mà nó hiển thị dạng như này thì ở đây sẽ là cái tài khoản mà các bạn đã đăng nhập rồi này. Mình sẽ vào một cái trang mới chưa có tài khoản nhé. Mình sẽ tiếp tục mà không cần tài khoản. Trong trường hợp bạn vào Google Chrome mà nó như thế này là hiện tại là chưa đăng nhập một tài khoản nào cả. Thì ở trên này là nó sẽ có hiển thị chưa đăng nhập này. Thì bạn sẽ cũng có thể là nhấn vào cái hình avatar ở trên này. Các bạn kéo xuống dưới rồi các bạn nhấn vào thêm tài khoản. Thì tất cả những tài khoản này là mình đã đăng nhập bằng tài khoản Gmail rồi. Thì để thêm một tài khoản các bạn sẽ nhấn vào đây. Rồi các bạn nhấn đăng nhập. Rồi các bạn nhấn vào tạo tài khoản mới ở đây. Thì nó lại ra cái bước như lúc nãy mình hướng dẫn lúc đầu. Một cách nữa là bạn có thể vào luôn cái Gmail này. Để nhanh thì các bạn vào luôn cái Gmail ở đây này. Các bạn để ý nhé. Sau khi mình vào Google Chrome ấy thì là cái trang mặc định của nó là Google. Thì bạn sẽ nhấn vào cái Gmail. Còn trong trường hợp mà các bạn vào nó không hiển thị Gmail như thế này thì bạn sẽ nhấn luôn vào gmail.google.com này. Các bạn có thể vào thẳng trực tiếp trang này. Thì đây các bạn sẽ nhấn vào đăng nhập tài khoản Google này. Thì bạn sẽ nhấn vào đây hoặc là các bạn sẽ nhấn vào đây. Tùy theo các bạn nhấn vào cái nào cũng được. Hoặc là trong trường hợp mà nó ra như thế này thì các bạn nhấn vào luôn đăng nhập ở đây. Thì nó cũng sẽ hiển thị ra cho mình là một cái là tạo tài khoản. Mình không biết là máy tính của các bạn vào Google Chrome ấy thì nó hiển thị như thế nào, nên là mình sẽ hướng dẫn tất cả những cái trường hợp mà các bạn sẽ gặp phải thì mình sẽ hướng dẫn tất cả. Thì bạn có thể nhấn vào luôn ở đây đăng nhập. Đấy thì nó cũng sẽ hiển thị luôn nhé. Rồi. Nó vẫn tạo có 3 bước đây. Đấy. Nó sẽ chung như nhau hết. Thì mình sẽ quay lại này. Rồi mình sẽ nhấn vào luôn Gmail ở đây.
Đa số là khi mà các bạn mới vào Google Chrome, các bạn chưa đăng nhập ấy, thì nó sẽ hiển thị như thế này luôn. Thì mình sẽ nhấn vào Gmail. Rồi mình nhấn vào mục tạo tài khoản, tạo tài khoản, tạo tài khoản. Các bạn nhấn vào mục tạo tài khoản và nó sẽ hiển thị ra cái bước như lúc nãy đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhập họ tên và tên người dùng các bạn mong muốn vào đây. Mình sẽ nhập họ tên này, mình sẽ nhập tên người dùng vào đây. Tên người dùng là viết liền không dấu các bạn nhé, các bạn có thể cách ra bằng dấu chấm. Đây mình sẽ dùng cái Gmail này, siuhuytrainer@gmail.com. Đây bạn có thể sử dụng chữ cái, số và dấu chấm như viết liền không dấu. Mình sẽ nhập mật khẩu vào đây. Mật khẩu này thì gồm 8 ký tự trở lên, tối thiểu là 8 ký tự, kết hợp chữ in hoa, chữ in thường, chữ số và ký tự đặc biệt. Một lời khuyên là để bảo mật được cái tài khoản của mình nó không bị đánh cắp thì các bạn sẽ sử dụng mật khẩu trên 8 ký tự, bao gồm cả chữ cái, in hoa, chữ in thường, chữ số và biểu tượng đặc biệt. Thì mình sẽ nhập mật khẩu này vào đây. Sau đó mình sẽ xác nhận lại mật khẩu một lần nữa để xem các bạn có nhập mật khẩu có chính xác hay không, đã như bạn mong muốn hay chưa. Thì ở đây có mục là hiện mật khẩu, thì bạn sẽ tích vào đây thì nó sẽ hiển thị những cái mà các bạn đã đăng nhập ở đây. Thì các bạn chỉ cần tích vào là nó sẽ hiển thị mật khẩu ở đây. Và một lời khuyên nữa, theo mình thì các bạn nên ghi lại cái mật khẩu này ra nốt, ra một cái quyển sổ nào đấy, hoặc là các bạn ghi vào mục nốt ở trên điện thoại để khi nào các bạn có quên mật khẩu thì các bạn bỏ ra để các bạn đăng nhập, tránh trường hợp mình lấy lại mật khẩu không được. Rồi tiếp theo là các bạn ấn tiếp theo. Đến bước tiếp theo thì bạn có sẽ nhập số điện thoại của các bạn đang sử dụng. Số điện thoại này là không bắt buộc, nhưng theo mình thì các bạn nên nhập số điện thoại vào đây để trong trường hợp mình có quên mật khẩu thì mình sẽ có điện thoại để mình có mã, rồi mình sẽ thiết lập lại mật khẩu. Trong trường hợp không có số điện thoại thì các bạn phải nhớ rất là nhiều thứ, có thể là câu hỏi hoặc là những cái thứ khác mà đôi khi là các bạn không thể nhớ được. Thì một lời khuyên là mình nên nhập số điện thoại đang sử dụng ở đây. Thì đây là số điện thoại của mình luôn, mình cũng dùng Zalo số này. Trong trường hợp các bạn có thắc mắc ở đâu thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo này nhé. Và địa chỉ email khôi phục, mình đăng ký tài khoản lần đầu nên là sẽ không có một email khác. Còn trong trường hợp mà các bạn có thì các bạn nhập ở đây là tốt nhất. Nếu mà mình chưa có thì mình bỏ qua. Tiếp theo là ngày tháng năm sinh của các bạn sẽ nhập ngày tháng năm sinh vào đây. Hoặc là các bạn có thể bỏ qua nhé. Bước này mình có thể thêm vào sau, đây là ngày, ngày đây, các bạn sinh ngày bao nhiêu. Tháng này, năm là các bạn nền vào, giới tính. Rồi tiếp theo là các bạn nhấn vào mục tiếp theo ở đây. Sau khi kiểm tra lại thông tin này, nhập đúng số điện thoại hay chưa, ngày tháng năm sinh, giới tính thì các bạn nhấn tiếp theo. Trong trường hợp các bạn không cần điền thì các bạn có thể bổ sung sau. Mình nhập càng nhiều thông tin càng tốt thì để mình bảo mật cái tài khoản của mình nó sẽ được dễ dàng hơn. Đến bước tiếp theo là xác minh số điện thoại. Trong trường hợp mà các bạn không nhập số điện thoại thì nó sẽ không có bước này. Rồi mình nhập số điện thoại thì nó sẽ yêu cầu Google sẽ gửi cho mình một cái mã về tin nhắn văn bản đến cái số điện thoại mình vừa cập nhật, gồm 6 chữ số để mình xác nhận. Mình sẽ ấn vào gửi ở đây để Google sẽ gửi cho mình một cái mã số về. Rồi mình sẽ nhập. Khi nhận được một tin nhắn còn 6 chữ số của Google, bạn nhấn vào để mình xác thực tài khoản, để bảo vệ cái tài khoản Gmail của mình thôi. Mình sẽ nhấn xác minh. Không đúng. Các bạn nhập mã xác minh vào đấy. Đến bước tiếp theo này, sử dụng số của bạn theo kiểu cách khác để nhận cuộc gọi và văn bản này. Làm các dịch vụ của Google bao gồm cả quảng cáo phù hợp với bạn. Cái này thì mình sẽ đồng ý nhé. Những cái này nó sẽ phục vụ cho mình dịch vụ lần sau mà mình có làm. Thì nó rất là tiện, mình sẽ nhấn vào đồng ý. Rồi đây là quyền riêng tư và điều khoản các bạn có thể đọc. Sau khi đọc xong thì các bạn kéo xuống dưới rồi các bạn nhấn vào tôi đồng ý ở đây. Như vậy là mình đã đăng ký xong một tài khoản Gmail, một tài khoản email theo như mình mong muốn. Thì nó sẽ tự động cập nhật, nó sẽ tự động đăng nhập vào cái Google Chrome của các bạn. Thì các bạn ấn vào đây, nó sẽ có tên ở đây luôn, tên của các bạn này, địa chỉ email của các bạn, và nó sẽ có ở đây luôn. Mình sẽ thoát hẳn Google Chrome ra này. Đây là cái tài khoản mà lúc nãy mình đã đăng ký này, thì nó sẽ tự động đăng nhập vào đây cho mình luôn. Các bạn nhấn vào thì sẽ có tên và cái tài khoản Gmail mà các bạn vừa đăng ký xong. Và để vào hộp thư Gmail thì các bạn nhấn vào Gmail ở đây thì nó cũng sẽ tự động đăng nhập vào Gmail cho mình. Đây là hộp thư đến, và sau khi mình tạo tài khoản thì bên Google sẽ gửi luôn cho mình một cái thư đến luôn. Các bạn nhấn vào đây.
để mình đọc. Các bạn dùng cái Gmail này để gửi cho bạn bè khi mà các bạn trao đổi thư điện tử qua lại. Và cái tài khoản Gmail này bạn dùng để đăng nhập vào ứng dụng CS Play ở trên điện thoại Android để mình tải download các phần mềm và cài đặt ở trên điện thoại Android. Mình phải có tài khoản thì mình mới đăng nhập được cái CS Play ở trên điện thoại. Và cái tài khoản Gmail này cũng dùng để đăng ký cho tài khoản Facebook mới, hay là tài khoản Canva, hoặc là tài khoản Zoom. Trong video về Zoom thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn đăng ký và đăng nhập tài khoản. Thì cái tài khoản Gmail này bạn cũng có thể dùng để đăng ký một tài khoản Zoom Gmail này. Trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bảo mật tài khoản hai lớp, bảo vệ tài khoản Gmail hai lớp. Có nghĩa là khi mà bạn đăng nhập tài khoản Gmail này ở trên bất kỳ một thiết bị khác thì nó sẽ yêu cầu có mã xác thực. Nó có mã xác thực thì mình mới đăng nhập được. Tránh trường hợp là người khác sẽ đăng nhập vào tài khoản của bạn mà bạn không kiểm soát được thì cái khả năng mất tài khoản là rất là cao, nên là mình phải bảo vệ tài khoản hai lớp. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like video, chia sẻ video cho mọi người cùng biết tới. Và đừng quên cho mình một nút đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình ra nhiều video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Vừa rồi mình đã hướng dẫn bạn các bước để mình tạo được một tài khoản Gmail như ý muốn. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like video, chia sẻ video cho mọi người cùng biết tới. Và đừng quên cho mình một nút đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình ra nhiều video hữu ích mới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.